Jason đã bắt đầu không xem photographer là một công việc nữa. Good morning. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Có một cái vấn đề mà Jason rất là muốn chia sẻ với các bạn về những suy nghĩ cũng như là trải nghiệm, kinh nghiệm bản thân của Jason. Đó là đối với cộng đồng, một cái tấm ảnh từ một người photographer nổi tiếng chụp ra là một cái tấm ảnh đẹp. Thì khi mà chúng ta là những người beginner, chúng ta mới bắt đầu với lại cái công việc này, chúng ta sẽ cố gắng bắt chước những tấm ảnh đó. Bởi vì chúng ta nghĩ chỉ có chụp những cái tấm ảnh giống như vậy thì nó mới thật sự gọi là đẹp. Nhưng mà khi bây giờ Jason ở một cái level khác rồi, Jason không nói bản thân mình quá nổi tiếng hay là những cái tấm ảnh mình chụp ra, những cái sản phẩm mình làm ra là đẹp nhất, là đỉnh nhất. Jason ở một cái mức nào đó mà Jason cảm giác là mình tự tin để mà nói được là cái cách mà các bạn bắt chước chụp ảnh giống như những người nổi tiếng là không có gì là sai hết. Nó sẽ tốt cho các bạn khi mà các bạn mới bắt đầu. Đó là cái cách tốt nhất để các bạn học, trau dồi thêm kỹ năng hay là kinh nghiệm về góc chụp, về hướng sáng, về edit. Cũng giống như hiện tại bây giờ, những cái tutorial mà Jason cố gắng làm ra để cho các bạn bắt chước theo. Jason hy vọng là đến một ngày nào đó khi các bạn đã đủ những kinh nghiệm rồi, thì đó là cái thời điểm mà các bạn nên định hình cho mình một cái phong cách riêng. Khi mà Jason đã bắt đầu đi kiếm tiền với cái công việc này rồi, rất là không thoải mái khi mà có một ai đó xem hình ảnh của Jason, xem video của Jason và nói là những cái sản phẩm này sao giống copy của người này quá, sao giống bắt chước của người kia quá. Bản thân mình không muốn bị nói giống như vậy. Khi các bạn đã đủ kinh nghiệm, đủ skill, đủ kỹ năng rồi, các bạn sẽ tự thân muốn sáng tạo riêng cho mình một cái phong cách riêng về màu sắc, về hình ảnh, về góc chụp, về cách dựng video, về short way, không giống bất cứ một ai hết. Rất là nhiều người biết đến Jason qua cái phong cách đó, qua cái màu sắc đó. Nhưng mà đôi khi Jason cũng cạn kiệt ý tưởng và Jason lại quay lại xem những cái video, những cái sản phẩm, những cái hình ảnh của các photographer khác, của các filmmaker khác, để bản thân của Jason lấy thêm động lực, có thêm idea cho cái việc sáng tạo. Không có nghĩa là Jason đang copy những cái sản phẩm của họ. Khi Jason vô tình thấy một cái tấm ảnh nào đó đẹp, Jason thật sự feel được cái tấm ảnh đó ở trên Instagram, Jason sẽ cố gắng tạo lại một cái góc ảnh chụp giống như vậy, dừng lại cái hướng sáng, cái cách set đèn giống như vậy. Nhưng ít nhất đến khi mà Jason return edit thì Jason cố gắng mang cái chất của mình vào, mang cái màu sắc, cái cảm xúc của mình vào trong cái tấm ảnh đó. Chỉ là Jason được inspire, Jason lấy nguồn cảm hứng từ cái bộ hình đó, từ cái tấm ảnh đó. Có một vài post ở trong những cái group photography của Việt Nam hay là những cái group video của Việt Nam, đó là những bạn nào làm những cái video hay là edit những cái tấm ảnh mà có cái style, có cái màu sắc nó hơi giống giống Jason một chút xíu, là các bạn bị những người khác nói là copy hình ảnh màu sắc của Jason NG. Đó là lý do mà Jason không tham gia vào bất cứ một cái group photography nào của Việt Nam hết, ngoại trừ cái group Shirt and Shoot do bản thân Jason tạo ra, là cái sân chơi những bạn subscriber hay là những bạn photographer đam mê với việc chụp ảnh, share, chia sẻ những hình ảnh của các bạn vào trong cái group đó. Jason rất là ghét drama. Chính bản thân các bạn chụp ra, bỏ công bỏ sức, tất cả đều là do các bạn sáng tạo ra. Các bạn xứng đáng để được nhận định như một người photographer với một cái phong cách riêng của các bạn. Jason không xem những người khác đang cố ý copy, sao chép. Jason trân trọng tất cả những cái ý tưởng mà các bạn bỏ vào trong từng sản phẩm của các bạn. Không có gì là sai khi mà các bạn làm màu hay là chụp ảnh giống một người photographer khác. Một đứa con nít 1 tháng tuổi không thể nào tự nó nghĩ ra được những cái idea từ cái phong cách, từ cái định dạng của nó, hình thành nên con người của nó. Cái đứa trẻ đó là do những thứ xung quanh, cuộc sống xung quanh, con người xung quanh nó tác động vào đứa trẻ. Cái bức tranh có đẹp hay không là do người họa sĩ, do ba mẹ, do những người xung quanh vẽ lên trên cái đứa trẻ đó. Jason hy vọng là các bạn vẫn cứ tiếp tục sáng tạo. Hãy xem những hình ảnh của Jason hay là xem những hình ảnh của những người photographer nổi tiếng khác để lấy nguồn cảm hứng, để học hỏi thêm về cái cách làm màu, về cái cách edit, về cái cách chọn góc hay là bố cục ở trong tấm ảnh. We'll be right back.
những người khách hàng nào đến với Jason và hỏi em ơi em có thể nào chụp cho chị bộ hình hay là quay cho chị một cái video giống như thế này không, giống của người kia hay không, giống của team nọ hay không. Jason rất là ghét điều đó. Đúng, lúc trước khi mà Jason mới bắt đầu vào nghề chập chững để mà kiếm tiền với công việc này, em sẽ làm cho chị một cái video hay là chụp cho chị một cái bộ hình 100% y chang như cái bộ của anh đó chụp hay là y chang như cái video của chị kia làm. Đó là những gì mà Jason đã làm khi mới vào nghề. Còn ngay bây giờ, dựa trên những cái skill, những cái kỹ năng, những cái kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm mà Jason đã có suốt mấy năm làm nghề rồi, thì Jason tự tin để mình từ chối. Jason hy vọng những người khách hàng nào đến với Jason vì họ thích cái hình ảnh, thích cái video, thích cái phong cách làm việc của Jason. Nếu khách hàng đến với Jason chỉ vì Jason nổi tiếng, được nhiều người biết đến, chứ không phải vì họ thật sự thích những cái sản phẩm của Jason đó, thì Jason cũng không thật sự feel good, cảm xúc tốt để mà làm ra cái sản phẩm đó cho họ. Có những cái trường hợp mà các bạn bắt buộc phải nhận những cái job đó vì mưu sinh thôi. Bản thân của Jason cũng vậy. Nếu Jason không còn một đồng nào hết, không còn một cắt nào trong túi hết, thì bất cứ một người khách hàng nào đến với Jason, Jason đều cố gắng nhận hết. Tại sao? Mình đang mưu sinh mà, mình đang kiếm tiền, mình đang sinh sống, dù cho có phải copy của người khác. Đó là cái cách mà chúng ta sinh tồn và tiếp tục có điều kiện để mà theo đuổi cái đam mê này. Từ khi nào nữa Jason cảm giác là photographer nó trở thành một cái danh hiệu. Nhận định về hình ảnh đẹp không nói ở trong quá khứ, hay là Jason cũng không nói trong tương lai cái nhận định đó sẽ thay đổi như thế nào. Bởi vì bản thân Jason biết rõ một điều, cái cách mình nhìn hình ảnh, cái cách mình nhận định vẻ đẹp, nó sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi theo cái độ tuổi của các bạn, thay đổi theo những cái trải nghiệm, những cái skill, những cái kỹ năng của các bạn nữa. Khi Jason thật sự bỏ công, bỏ sức, bỏ cái tâm hồn, bỏ cái chất màu, bỏ cái style của mình vào trong cái tấm ảnh đó, cái cách mà Jason set đèn hay là canh hướng sáng, bố cục chủ thể ở trong khung hình như thế nào, cái góc như thế nào, tất cả những cái điều đó do cái não, do cái sự sáng tạo, do cái tâm hồn của Jason bỏ ra thì nó mới ra được một cái tấm ảnh mà bản thân Jason nhận định đó là đẹp. Đối với những bạn beginner cũng vậy, các bạn cứ thoải mái sáng tạo, không có gì là sai hết. Đôi khi những gì mà các bạn sáng tạo ra còn đẹp hơn những gì mà Jason có thể làm được. Sự sáng tạo nó không giới hạn hay là nó không được nhận định qua bao nhiêu năm làm nghề, mà nó dựa trên bao nhiêu kinh nghiệm mà các bạn đã trải qua và bao nhiêu kiến thức mà các bạn đã học. Các bạn có vượt ra được cái giới hạn của bản thân hay không, hay là có bước ra khỏi được cái vòng, cái hộp mà cộng đồng cho là cái đẹp. Please respect, hãy tôn trọng tất cả những cái sản phẩm, những thành viên khác hay là những người photographer khác mang đến và chia sẻ với các bạn.
bây giờ đến cái phần Jason sẽ trả lời một số bình luận mà Jason nhận được trong những cái video trước. Khi mà Jason đọc những cái bình luận này hay là nghe bây giờ Jason đang trả lời, Jason chỉ muốn làm rõ một điều, đó là Jason không có khó chịu hay là không có bực bội. Anh ơi, sao anh cứ phải chèn tiếng Anh vô mỗi câu vậy? Những bạn nào yêu thương Jason hay là đã theo dõi cái kênh YouTube này lâu rồi thì các bạn cũng hiểu một điều, đó là Jason sống và làm việc ở Mỹ, không phải là Jason quên cái tiếng mẹ đẻ đâu. Cái cách mà Jason nói chuyện tiếng Việt thì Jason nghĩ là các bạn cũng đoán được là Jason là một người rất là thuần Việt, chính gốc, rõ ràng không có gì hết. Nhưng do cái cách mà Jason sinh hoạt, Jason sống và làm việc ở đây, có những cái từ mình đã quen sử dụng nó trong tiếng Anh rồi thì rất là khó và không nhớ được khi cái lúc mà mình nói chuyện và trao đổi hàng ngày như thế này. Và có những cái từ thậm chí là Jason chỉ có thể hiểu nghĩa của cái từ đó ở trong tiếng Anh thôi. Khi ai nói ra cái từ đó, Jason nghĩ trong đầu, hiểu ở trong đầu của mình bằng tiếng Anh, chứ Jason không biết cách để mình dịch nó sang tiếng Việt. Và đặc biệt là những cái từ chuyên ngành ở trong lĩnh vực photography và filmmaking, vừa vô tình và vừa cố ý nói những cái từ chuyên ngành bằng tiếng Anh, bởi vì Jason muốn các bạn cũng phải học, biết đâu trong tương lai các bạn phải làm việc với lại những người đồng đội hay là những người đối tác, những người khách hàng, người nước ngoài, các bạn không muốn phát triển à, không có gì là sai hết. Cho nên Jason sẽ không thay đổi. Những từ nào các bạn không hiểu, các bạn thoải mái bình luận phía dưới, Jason sẵn sàng làm Google dịch, translate, dịch, chia sẻ ý nghĩa của cái từ đó là gì và đặc biệt ở trong cái lĩnh vực, cái chuyên ngành của mình là gì. Rồi, cái bình luận tiếp theo, bạn bình luận đó là lạy Chúa, view cùng một góc thì bác làm ơn dùng ít hiệu ứng cắt ghép lại, cứ nháy nháy đau mắt kinh khủng. Và đây là một cái tip mà Jason muốn chia sẻ với những bạn videographer, filmmaker, đặc biệt là những bạn thường xuyên quay những cái interview shot, những cái aerial shot. Chủ thể, nhân vật của các bạn chỉ ngồi một chỗ để mà nói chuyện và các bạn chỉ quay với một camera thôi. Tip này sẽ giúp cho cái video của các bạn đỡ chán hơn rất là nhiều. Hãy quay ở 4K hoặc là cái resolution, cái độ phân giải nó cao hơn nữa, để khi vào edit, cái shot đầu tiên các bạn có thể để ở cái mức 100%, qua cái shot thứ hai các bạn có thể crop vô một chút xíu, khoảng 120, 140, người xem người ta cảm giác ở đâu đó trong cảm xúc và cái não của họ vẫn function, nhận diện nó, chuyển cảnh, chuyển góc quay, zoom in, zoom out nguyên cái đoạn nói aero của các bạn 5 phút, 10 phút gì đó, nó sẽ đỡ chán hơn rất là nhiều. Đối với những bạn yêu thương và muốn góp ý với Jason thì Jason rất là welcome. Mong các bạn bình luận nhiều vào, chia sẻ và góp ý với Jason nhiều hơn nữa. Jason chưa phải là một người hoàn hảo và Jason luôn sẵn sàng để học hỏi những cái mới. Nhận định về cái vẻ đẹp của Jason cũng khác, cho nên cái cách Jason ngồi đây phơi nắng nãy giờ, không phải là những người nào trắng thì mới đẹp trai hay là mới đẹp gái đâu. Cái tâm hồn ở bên trong của họ đẹp thì con người đó mới xứng đáng được gọi là đẹp. Chỉ cần các bạn, những người khán giả của Jason thấy được cái vẻ đẹp bên trong tâm hồn của Jason, nhiêu đó là đủ rồi. Lâu lâu chúng ta sẽ có những cái video chia sẻ tâm sự trải lòng như thế này thôi. Jason muốn cái cộng đồng của mình, ít nhất là cái cộng đồng của Jason với những người khán giả đáng yêu này, tiếp tục những gì mà các bạn đang làm và đã làm và luôn giữ cái cộng đồng này đẹp nhất có thể các bạn nhé. Các bạn đừng quên follow Jason ở trên Instagram để theo dõi những hình ảnh mà Jason chụp về photography. Đường link vào Instagram của Jason ở phía dưới phần description. Và bật mí với các bạn luôn, ngày hôm nay chúng ta chụp với lại một cái camera hoàn toàn mới, từ một cái hãng hoàn toàn mới, và chắc chắn sẽ có video review lý do tại sao Jason lại vừa mua thêm con camera này. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.